Chào tất cả mọi người. Và hôm nay mình sẽ làm một chiếc trong chóng tái chế từ các cái chai nhựa. Mọi người cùng xem cách mình làm chiếc trong chóng này nhé. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình. Mọi người nhớ ấn like, sub để ủng hộ mình nhé.